Chào nhạc sĩ Quốc Việt, anh có thể chia sẻ về cơ duyên để về nghệ thuật của mình được không ạ? Đầu tiên khi vào trường nghệ thuật thì tôi thi cái bộ môn khác, đó là một cái sự cũng hơi lạ. Tức là hồi học phổ thông thì tôi hồi đấy có cái thiên hướng về bên mỹ thuật hơn, đăng ký thi vào cái gọi là lớp sư phạm mỹ thuật của đại học sư phạm, mà bây giờ gọi là đại học sư phạm nghệ thuật trung ương ấy. Nhưng mà lúc ra đó thì bạn biết là dân mình thì ở quê ra tỉnh, dân thủ đô rồi cả cái thành phố mà phát triển họ đưa đi nhiều những cái thiết bị để mà vẽ làm nào là màu rồi hộp bút rồi mình thấy choáng quá. Thì tôi mới nói với bố tôi là con thấy mọi người đi thi nhiều cái thứ lắm mà mình thì không có cái gì cả, hay là bố cho con xin thi sang bên nhạc ấy. Bố nói là nếu con thấy khả năng con có thể thi được thì con cứ thi thôi. Thế thì tôi xin đổi đăng ký sang thi âm nhạc, thế là đỗ đi học. Cho đến năm thứ ba thì bắt đầu tôi tập ghi lại những cái câu hát mà thỉnh thoảng nó lại ngân lên ở trong đầu. Đó là cái bước đầu tiên để tôi viết ca khúc. Hầu hết những tác phẩm của anh đều là mang chất liệu là dân ca, thì do đâu mà anh lựa chọn cái chất liệu này dành cho những cái để cho những đứa con tinh thần của mình? Một cái miền quê nào đó thì ngoài cái phong tục tập quán khí hậu thì có một cái mà nó không lẫn vào cái vùng quê khác được, đó chính là cái âm nhạc của cái miền quê đó. Và mình muốn viết về quê thì trước hết mình phải bám vào cái mà ông cha ta đã có. Chúng ta có ví dặm, chúng ta có ca trù, những cái tinh hoa mà của ông cha ta để lại. Cái nhạc phẩm Núi Hồng Sông Lam của anh được rất nhiều thể hệ người dân Hà Tĩnh biết đến, và cũng được nhiều cái ca sĩ nổi tiếng thể hiện như là ca sĩ Tấn Nhàn, ca sĩ Tổ Nga. Thì anh có thể chia sẻ thêm về bối cảnh sản tác nên ca khúc này không? Núi Hồng Sông Lam là một trong những bài hát rất thành công của tôi về quê hương Hà Tĩnh. Bài này tôi làm phần âm nhạc, còn lời thơ là của nhà thơ Xuân Hoài. Trong một cái lần gặp nhà thơ Xuân Hoài thì nhà thơ có tặng tôi cái cuốn thơ Xuân Hoài, và tôi có đọc thơ của chú Xuân Hoài thì có rất nhiều bài thơ, nhưng trong đó có một cái bài rất ám ảnh tôi, mặc dù là nó ngắn thôi. Nếu không có Sông Lam núi hồng buồn biệt mấy, tôi bị ám ảnh với bài thơ đó, và sau một thời gian không lâu lắm thì tôi đã viết cái Núi Hồng Sông Lam. Bởi vì tôi nghĩ rằng là ngoài cái địa danh cụ thể là một ngọn núi, một dòng sông, thì Núi Hồng Sông Lam nó là còn là cái hồn cốt của xứ Nghệ, nó còn là cái vùng văn hóa Hồng Lam, nó còn là một cái triết lý sống để mỗi người tự răn mình sống. Đôi khi mình làm những cái điều tốt đẹp, mình sống tốt hơn, đôi khi chết chắc đã phải vì mình và vì một ai đó. Đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật, thì có những giải thưởng nào mà anh cảm thấy tâm đắc và ấn tượng nhất? Tôi nghĩ cái giải thưởng dành cho nghệ sĩ, dành cho nhạc sĩ, đó chính là cái bài hát mà được mọi người yêu mến. Anh có thể chia sẻ thêm về cái album mới của mình được không ạ? Đây là một cái CD tôi chọn được 10 cái ca khúc chắt lọc của hơn 25 năm lao động sáng tạo. Và để có cái CD hôm nay thì trước hết là cũng có cái lời cảm ơn cả nhà thơ đã gửi cảm ứng, bởi vì một trong có một số cái bài hát trong cái CD này là phổ thơ, rồi thì các nhạc sĩ phối khí, các ca sĩ yêu mến cũng đã hát cái bài hát cho tôi. Từ những cái bài hát đầu tiên như là Huyền Thoại Núi Hồng được ca sĩ Tổ Nga hát, cho đến những cái ca khúc gần đây là cả một cái quá trình lao động, và cũng được sự động viên, chia sẻ, đồng cảm của tất cả mọi người. Đây là một cái CD mà có những cái bài hát về quê hương,
về biển đảo, về tình yêu, về người chiến sĩ. Anh có thể chia sẻ thêm về một chút về những cái dự định trong năm mới tới đây? Tôi muốn có một cái tác phẩm về Đồng Lộc, về mảnh đất Đồng Lộc, về sự hy sinh của 10 cô gái nói riêng và thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc để chúng ta có cái cuộc sống ngày hôm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới, anh có một lời chúc gì muốn gửi đến độc giả của Báo Hà Tĩnh không ạ? Năm mới Tân Sửu, tôi xin gửi đến độc giả Hà Tĩnh nói riêng và tất cả mọi người có một sức khỏe tốt để làm việc, để sáng tạo. Rồi mọi người an lành trong mùa Covid và phản sự như ý. Nếu không có sông Lam, núi Hồng buồn biệt mây, núi Hồng không đứng đó, sông Lam xanh cũng ngờ. Và bao câu đò đưa thà néo vào lịch sử, bao buồn vui buồn vui nghĩa tình thời chan chứa. Để muôn đời sừng sững, núi cao cho dáng đứng, sông dài